Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em chúng ta đã kết thúc cái sự kiện Friend, sự kiện di chuyển các bạn. Bây giờ anh em mình đang chỉ còn là một cái sự kiện gọi là đảo lưới thôi ha. Đó, hôm nay thì chiều cũng còn là tầm khoảng 22 tiếng nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái sự kiện này luôn. Và các bạn có muốn biết những cái sự kiện sắp tới sẽ là cái sự kiện nào hay không thì các bạn hãy truy cập vào cái trang web của mình nha. Đây rồi, hntchannel.com, và đây là trang web chính thức của mình luôn ha. Ở đây thì HNT đang cập nhật cho mọi người luôn sự kiện diễn ra chứ còn một cái. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có là 4 cái sự kiện sắp diễn ra nha mọi người. Và ngày mai thì chúng ta sẽ đến với sự kiện gọi là 7 Xmas Gifts. Đây, rồi chúng ta sẽ vào xem thử cái sự kiện này coi. Wow, lần này thì anh em chúng ta sẽ đưa cái thành viên VIP về nha mọi người. Và thông báo với các bạn một cái tin rất là vui luôn là ở đây Dragon's New hai anh ta có cập nhật cho mọi người một số cái con rồng mới nha các bạn. Đây, thành viên Kama mới nha. Đó, một cái thành viên rất là mạnh luôn. Rồi, ở đây thì những cái bé này là có những cái bé chưa ra nè các bạn, con này sắp ra nè. Đó, anh em có thể vào xem nha. Những cái thành viên này thì các bạn nhớ sau khi xem mà nhớ để lại cho mình một cái bình chọn nha. Đây, 5 sao nha mọi người, cho hai anh ta có thêm chút xíu là động lực nha. Rồi, ở đây các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy được những cái chiêu thức ra. Đó, chúng ta sẽ có cái ID của cái chú rồng. Và nhân 2, nếu như đây là những cái chiêu mà anh em chúng ta, đây, những cái con này chúng ta sẽ nhân chiêu lên được gấp đôi nè các bạn. Còn với cái tuyệt chiêu ấy thì chưa có. Đó, thành viên này thì chưa có ra lò nha mọi người. Anh em chúng ta vẫn còn đang lót dép ngồi hóng. Rồi, và các bạn thích HNT review về con rồng nào thì đừng quên để lại bình luận bên dưới video nha. Để HNT sẽ review thêm nhiều bé mới cho cả nhà xem. Ở đây mình đang có được tổng khoảng 3.200 này thì để mình coi coi này chúng ta sẽ lấy được con nào đây. Wow, chắc có lẽ là đây viên. Wow, bé yêu này thì mình nhớ không lầm là tầm khoảng 9.000 mấy đó các bạn. Đó, rồi 150 điểm mỗi bước các bạn ơi. Pha này thì này chúng ta sẽ lấy thức ăn trước nha. Mình đó là hiện tại mình đang cần rất là nhiều thức ăn luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Wow, rương này được bao nhiêu nhỉ? Rồi, 100 mấy về cũng ngon rồi các bạn. Rồi, gỗ lên. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy thêm được cái chiếc chìa khóa nha. Chìa khóa thì sẽ hỗ trợ để chúng ta chơi cái sự kiện gọi là Advent 66 á cả nhà. Rồi, đây là rương Legend Daisy. Anh em mình được 20 Orbit. Wow, Nizrobi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cái chiếc rương để nhận hai chiếc chìa khóa. Đó, mình nhớ không lầm là có hai chiếc thôi. Rồi, đây thì mỗi bước đi chúng ta tốn được khoảng 300 điểm nè. Càng lên cao thì những cái phần thưởng nó sẽ càng ngon hơn nha mọi người. Wow. À đúng rồi, anh em mình nên đưa những cái con từ thấp dưới đi lên đấy các bạn, để chúng ta kiếm thêm. Mình nhớ không lầm là chúng ta sẽ kiếm thêm được cái điểm. Ui, sao con này bị khóa rồi. Phải đưa con nào mới đưa con này về được nè. Wow, cái vàng VR đây các bạn. Ở đây chúng ta sẽ giải cứu những cái con này để mình mở thêm được cái này nè các bạn. Đó, anh em mình hên thì sẽ mở như được gấp 3 lần nha. Ui, chả anh ta ẩu quá, giờ này mới nhớ tới cái sự kiện này luôn ấy. Ui chà chà. Rồi, cố lên anh em ơi, 35 điểm. Đó. Rồi, những cái khay rất là quan trọng nha mọi người. Mà anh em mình quan trọng là lấy cái món quà này thôi nha. Còn giải cứu mấy cái con này thì thôi đi hen. Đó, anh em mình quan trọng là bế cái này nè. Wow, lần này thì được mỗi cái một luôn mới ghê. Đố mình đúng là hên thiệt mà. Mình phải lấy cái chiếc chìa khóa thì chúng ta mới giải cứu cái con tiếp theo được á. Rồi, vô kèo. Đây rồi, ở đây thì chúng ta sẽ được một cái chiếc rương thức ăn random. Hên thì anh em mình lại nhận được một cái phần thưởng thơm nữa. Cho nên đó là anh em mình cứ việc me nha. Đây. Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở thêm cái chiếc rương hên xui này nha. Wow, phần thưởng của anh em mình. Thôi ôi, có 59 điểm luôn vậy đó hử. Dường như đây là một cái số điểm khá là hên luôn ấy. Rồi, tiếp theo thì sẽ đến với nhân vật VR. Nhân vật này thì mỗi điểm tốn đi có 25 thôi. Đó, càng lên cao thì nên chúng ta sẽ càng nhận được phần thưởng ngon nha mọi người. Cho nên các bạn cố gắng nha. Rồi, tới công chuyện luôn nè. 45.
Wow. Rồi, pha này cũng cho 55 luôn ha. Cố lên anh em ơi. 65. Rồi, 75 các bạn. Anh em mình điểm đang tuột từ từ. Đó, và cái này thì 8 tiếng các bạn vào thu hoạch một lần nha mọi người. Vậy thì chúng ta sẽ kiếm điểm chơi rất là ngon lành. Rồi, ở đây thì ui cái này được nhân 2 nè. Rồi, bây giờ kiếm tới cái chiếc chìa khóa thì thôi nó xa vời ghê vậy. Ôi nó hơi bị xa luôn á cả nhà ơi. 700 điểm này của mình dường như đi không ăn thua đâu. Rồi còn có 500 thôi. 400. Đó, tụt từ từ nè, bây giờ xuống 300. Cố lên. 200. Rồi 100. Còn lại trăm mấy à. Rồi anh em mình đã cố gắng hết sức rồi các bạn, lê lết được tới vị trí này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với anh em nào trong team nhớ là nhiệm vụ nha. Wow, bạn này cày lên 20 điểm luôn, ghê vậy. Anh em nào làm biến thì Hunter sẽ đá đích tỷ hình viên mới về nha mọi người. Nhiệm vụ rất là đơn giản và Hunter cũng hướng dẫn các bạn cách làm hết trơn rồi. Đó, mấy bạn này bắt đầu vào làm nhiệm vụ rồi nè. Bạn này 20 điểm này sẽ hỗ trợ gánh thêm cho mấy bạn nữa luôn á. Rồi chỗ này thì các bạn chú ý cho mình nha, chúng ta còn tới một mình còn có một ngày thôi nhưng mà chúng ta còn thiếu tới 75 điểm nữa nè, anh em ráng cày nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ đi các bạn. Đó, thả ra nè, còn cái này thì các bạn cứ việc bán thôi. Con lão già râu dài này thì anh em chúng ta cho nó ra đi. Đó, lão già này anh em mình nâng cấp lên cho lão già, xong chúng ta sẽ tách mảnh con lão già ra để mình lai ra chứng minh ra tuôn đó các bạn. Vì để lai ra con chiến binh ra tu đó là chúng ta cần con lão già râu dài với chiến binh Squirrel, là hai thành viên này là hai thành viên kỳ cụ để hỗ trợ này chúng ta ra ta lai ra chiến binh. Nhưng mà những con này các bạn phải nâng sao lên cho nó nha, chứ nó không có đủ sao là nó sẽ không có lai ra được đâu ấy. Đó, mà muốn nâng sao là các bạn phải nâng cấp rồng lên. Rồi cho lên tầm 21 được rồi ha. Vị trí này thì anh em mình sẽ thả ra tiếp đi, hay là bán con này thả ra luôn đi ha. Wow, tới công chuyện luôn. Đó, mấy con này muốn nâng sao lên cho nó là anh em mình phải nâng cấp rồi sau đó tách mảnh ra nha mọi người. Cổ lên coi nè. Wow. Rồi, mình cũng cố gắng hết sức luôn, mình cho nó lên tầm khoảng level 20 nha. Ui cha, 21 luôn các bạn. Rồi sau đây thì anh em mình sẽ đến với rồi thả ra nữa nè. Wow, con này chắc có lẽ là mình bán luôn đi. Đó, tới công chuyện nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục. Cái này thì anh em mình sẽ đi kiếm cái con anh em mình sẽ đi cho cái con rồng để mình nhớ coi hệ băng á các bạn, hệ băng với hệ để mình nhớ là hệ băng với hệ lá các bạn, đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi kiếm hệ băng với hệ lá và cho nó giống nhau nha. Cái vấn đề ở đây là đây băng. Rồi kiếm một con hệ lá nữa. Đó, hai con này nó giống nhau thì tầm khoảng 9 tiếng trở lại thôi, và sau đó thì các bạn chờ nha, các bạn chờ như là dưới 12 tiếng mà chúng ta sẽ xem được quảng cáo để skip nhiệm vụ á anh em. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta cần 2 giây thôi nha. Ok, sau đây thì chúng ta sẽ xem quảng cáo xong rồi anh em mình sẽ click nhẹ cái là nó sẽ nhảy vô nha mọi người. Đó, rất là đơn giản ha. Rồi tiếp theo anh em mình sẽ cho nó lại cái nữa nè. Wow. Rồi bây giờ thì mình để xíu nữa anh ta xem quảng cáo rồi anh ta sẽ cho nó ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái khu vực đó là list. Đây, hôm nay thì anh em mình sẽ đến với một cái màn trình diễn đến từ thành viên Titan. Lần này thì mình sẽ mang hai con Titan nha mọi người. Một con là thuộc dòng Titan nước và một con là thuộc dòng hệ Titan thép. Đó, Titan thép nha. Rồi, tới công chuyện luôn. Sức mạnh đến từ Titan thép coi nè, lắm. Rồi, anh em mình bây giờ đi làm mưa làm gió nha cả nhà ơi. Đây rồi. Wow, sức mạnh đến từ Titan thì không phải dạng vừa rồi ha.
Mình là mình mê mấy con Titan lắm luôn. Wow, Trần Dần hả? Dần là con cọp. Đó, ghê chưa, nghe cái tên là thấy ghê rồi đó nha. Nổi da gà luôn rồi đó. Rồi, pha này thì nay chúng ta sẽ nhờ đến thành viên rồng FB hử? Nhân vật ma cà rồng của anh em mình. Lần này thì thể hiện cho tem bạn thấy kỹ năng của anh em mình như thế nào nha. Chúng ta sẽ sử dụng từ chiêu đặc biệt xem. Đây rồi. Ngon lành luôn. Wow, búp được 30 mấy ngàn máu nữa các bạn. Hết sảy luôn ấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ lụm luôn cái đội hình nữa nha. Wow, coi thử đội hình lần này của anh em mình có cái gì thú vị nè. À, pha này thì chúng ta sẽ nhờ Titan nước ra trước đi. Đó, tắm cho tem bạn sạch sẽ luôn nha. Rồi, một mình thành viên này đủ sức để gẹo được hai thành viên tem bạn không nhỉ? Ca này thì nên chúng ta cần phải cố gắng nè. Rồi, Bure. Wow, nhân vật này thuộc hệ thuần chủng mặt trăng nè các bạn. Con này là Luna nha. Đó, Luna hệ mặt trăng. Còn một con nữa cũng Luna nhưng mà nó thuộc hệ mặt trời đó các bạn. Nhìn nó rất là thú vị luôn ấy. Wow, anh em mình bị nô đam luôn mới ghê. Chú này cứ thích đùa. Con này là rắn lỗ nha cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi, Victory nha. Đây, còn một hiệp nữa nè. 53 đúng không? Tới công chuyện luôn. Wow, rồi pha này thì chúng ta sẽ sử dụng tử tiệt chiêu điện nha. Đó, ngon lành. Wow, hết sảy luôn. Rồi, tiệt chiêu lần này anh em mình sẽ đến là tiệt chiêu mặt trăng. Ôi chà. Wow, lắm thôi anh em ơi. Đó, ok chưa? Rồi, lần này sẽ là tiệt chiêu băng nha. Ui, ngon lành rồi. Pha này thì chúng ta sẽ đến với Titan nước nha. Wow, cố lên anh em ơi. Và bây giờ sức mạnh đến từ Titan nước nè. Ồ, chà, chú ấy cố gắng lắm luôn. Các bạn mình thấy là muốn xịu khói rồi đấy. Victory nha. Rồi, sau rồi là 3 hiệp anh em chúng ta chiến đấu rồi là hết mình. Và cả nhà ơi, anh em nào trong team nhớ ráng làm nhiệm vụ nha, để anh em chúng ta có thể lấy được cái chiếc rương level 6 nha mọi người. Hiện tại thì anh ta cũng cố gắng lắm luôn rồi. Đây là 225 điểm nha, và còn một ngày. Và các bạn cứ thực theo cách của mình nha. Hai cái con này yêu nhau thì mình chắc với các bạn là nó sẽ không có nhiều tiếng đâu, nó không trên 12 tiếng đâu ha. Rồi, để các bạn xem quảng cáo là được. Rồi sau đó là ở cái vị trí này nè mọi người, các bạn cũng có thể xem quảng cáo với điều kiện là những con rồng này nó dưới 12 tiếng. Thì các bạn thả ra nó sẽ tầm khoảng là 15 tiếng đi nha. 15 tiếng thì anh em thì phải chờ khoảng một thời gian giống như là tầm khoảng 2-3 tiếng á. Thì các bạn vô các bạn xem quảng cáo để bỏ qua nhiệm vụ áp trứng nha. Đó, thì chúng ta sẽ như là sẽ cùng nhau ấy. Anh em còn phải gọi là chung tay mới lấy được rồng VIP nha. Chứ không thể nào một mình HNT mà cân nổi đâu nha. HNT là cái này chịu rồi. Rồi, mong mọi người hãy chung tay để lấy được thành viên VIP. Và bạn nào mà làm biến thì HNT sẽ đá đứt ra để tuyển thành viên mới về nè. Đây, chắc còn trống một chỗ rồi nè. Bạn này là chắc cho đi bụi được rồi đó. Giờ này mà chưa có điểm nào luôn. Còn mấy bạn mà điểm thấp quá là HNT cũng me lắm đó nha. À, rồi, HNT hiện tại được 6.500 nè. Đó, nghe thấy chưa? Rồi, và các bạn ơi, ở đây sẽ có là 3 tập tiếp theo. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.